chào quý khách đến với điểm bán hàng Vietlott. Hiện nay, ngoài hai sản phẩm đã quen thuộc là Mega 6/45 và Max 4D, Vietlott đã có thêm sản phẩm mới Power 6/55. Sức hấp dẫn của Power 6/55. Power 6/55 là trò chơi loại hình xổ số tự chọn, chọn 6 số từ 01 đến 55 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. Đặc biệt hơn, mỗi kỳ có đến 2 giải jackpot cực lớn và cộng dồn không giới hạn. Thêm cơ hội trúng giải jackpot 2 với sự xuất hiện của số đặc biệt trong kỳ quay số mở thưởng. Siêu đồi jackpot siêu vui, cộng dồn không giới hạn. Sổ số tự chọn Power 6/55 có hai cách chơi chính, bao gồm cách chơi tiêu chuẩn, cách chơi nhiều bộ số hay còn gọi là chơi bao. Cách chơi tiêu chuẩn, tham gia dự thưởng một bộ số, mỗi bộ số tương ứng 10.000 đồng. Trên thẻ chọn số, bạn chọn ngẫu nhiên 6 số từ 01 đến 55 bằng cách tô đen vào các ô bạn chọn. Bạn có thể chọn số theo ngày tháng sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm, số điện thoại hoặc số may mắn bất kỳ. Nếu chưa biết chọn số nào, hãy để hệ thống chọn giúp bạn những số may mắn bằng cách tô đen vào ô TC tự chọn. Để không bỏ lỡ may mắn, hãy tô đen vào ô số kỳ để tham gia nhiều kỳ liên tiếp. Bạn có thể dự thưởng tối đa 6 kỳ liên tiếp. Kiểm tra kết quả. Kết quả của kỳ quay thưởng được xác định từ một lần quay số với 6 số chính thức và một số đặc biệt. Ví dụ, kết quả của kỳ quay số mở thưởng là: bạn sẽ trúng giải jackpot 1 trị giá tối thiểu 30 tỷ đồng nếu số bạn chọn trùng 6 số bất kỳ so với 6 số chính thức. Bạn sẽ trúng giải jackpot 2 trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng nếu số bạn chọn trùng 5 số bất kỳ so với giải jackpot 1 và số đặc biệt. Bạn sẽ trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng nếu số bạn chọn trùng 5 số bất kỳ so với giải jackpot 1. Bạn sẽ trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng nếu số bạn chọn trùng 4 số bất kỳ so với giải jackpot 1. Bạn sẽ trúng 50.000 đồng nếu số bạn chọn trùng 3 số bất kỳ so với giải jackpot 1. Đặc biệt hơn, khi giải jackpot 1 vượt quá 300 tỷ đồng và không có người trúng. Đồng thời giải trong kỳ quay đó có người trúng giải jackpot 2. Khi ấy, số tiền vượt quá 300 tỷ đồng sẽ cộng dồn vào giải jackpot 2. Trường hợp có nhiều người trúng giải jackpot 1 hoặc giải jackpot 2 trong cùng kỳ quay số mở thưởng thì giải jackpot được chia đều theo giá trị tham gia dự thưởng của người chơi. Để có cơ hội trúng thưởng cao hơn và nhiều hơn, bạn có thể tham gia dự thưởng nhiều bộ số, chơi bao, bao gồm bao 5, bao 7 đến bao 15 và bao 18. Đầu tiên, bạn chọn loại bao và số. Ví dụ, bạn muốn chơi bao 8. Trên thẻ chọn số, bạn chọn vào ô số bao 8 và 8 số bạn chọn. Bạn sẽ có 28 bộ số, 6 số tham gia dự thưởng. Mỗi bộ số tương ứng 10.000 đồng, các số không cần theo thứ tự. Trùng 6 số và một số đặc biệt, bạn sẽ trúng một giải jackpot 1 và 6 giải jackpot 2 và 247,5 triệu đồng. Nếu bạn trùng 6 số chính thức, bạn sẽ trúng một giải jackpot 1 và 487,5 triệu đồng. Nếu bạn trùng 5 số chính thức và một số đặc biệt, bạn sẽ trúng một giải jackpot 2 và 88 triệu đồng. Đối với các loại bao khác, vui lòng xem bảng giá trị giải thưởng cụ thể của từng nhóm bao theo bảng dưới đây. Lưu ý, giá trị giải thưởng jackpot 1 và jackpot 2 được chia đều theo giá trị tham gia dự thưởng của người chơi. Sổ số tự chọn Power 6/55 được quay số mở thưởng hàng tuần vào thứ 3, 5, 7. Bạn có thể kiểm tra kết quả trên website vietlott.vn, điểm bán hàng Vietlott. Xem trực tiếp trên kênh VTC Park vào lúc 18 giờ hoặc soạn tin nhắn Power gửi đến 9141 9939 9911 8179 8130 997 và 8193.